Xin kính chào tất cả anh chị, rất vui được gặp lại mọi người trong video tiếp theo trên kênh của Hoàng Long Solar. Rất nhiều anh chị khi mà mua hàng bên Hoàng Long thì vẫn hay lăn tăn về cái vấn đề bảo hành, là không biết là bên Hoàng Long bảo hành 2 năm thì có thật hay không, bởi vì có rất nhiều đơn vị người ta bảo hành đến 5 năm hoặc 10 năm. Thế thì trong cái video ngày hôm nay, cái thứ nhất là em cũng sẽ muốn chia sẻ cho anh chị về cái việc bảo hành của Hoàng Long. Cái thứ hai là cũng sẽ muốn chia sẻ và giới thiệu cho anh chị một số cái linh kiện của đèn năng lượng mặt trời mà hay hỏng đấy, mà cần thay thế sửa chữa. Thì vừa giới thiệu cho mọi người là Hoàng Long có linh kiện để anh chị mua hàng thì sẽ yên tâm bảo hành. Cái thứ hai là sẽ báo giá để giúp cho những anh chị nào mà chúng ta mua hàng ở những nơi khác mà không được bảo hành mà nó hỏng ấy, thì anh chị có thể mua linh kiện bên Hoàng Long với giá rất là rẻ và hợp lý thôi. Thì bên em sẽ hỗ trợ anh chị để anh chị chúng ta có thể về sửa được đèn, đỡ phải vứt đi một cái đèn nó hàng tiền triệu đồng thì rất là lãng phí. Và xin mời tất cả anh chị chúng ta cùng theo dõi và bắt đầu video này. Thế thì đầu tiên thì cũng sẽ chia sẻ lại cho một số anh chị chúng ta chưa biết, bởi vì khi mà anh chị mua cái linh kiện này thì anh chị chúng ta phải biết xem là đèn năng lượng mặt trời nó gồm những bộ phận gì và hỏng như thế nào. Thế thì chia sẻ với anh chị là với đèn năng lượng mặt trời thì nó bao giờ gồm có 3 cái bộ phận chính. Thứ nhất là cái pin lưu trữ như thế này. Cái thứ hai là về cái phần chip LED. Và cái thứ ba là phần về bo mạch. Nó có 3 cái phần quan trọng nhất đối với đèn năng lượng mặt trời anh chị ạ. Thế thì về cái cách thử như thế nào để biết từng bộ phận hỏng thì trên kênh Hoàng Long em đã có những video rất là chi tiết rồi, thì anh chị chúng ta có thể tham khảo. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ chỉ là báo giá và giới thiệu cho anh chị những cái phần linh kiện mà Hoàng Long cung cấp. Ở chỗ này nó chỉ là một phần nhỏ thôi anh chị ạ, mà bên em có rất nhiều linh kiện có thể cung cấp để bảo hành sửa chữa cho anh chị. Thế thì đầu tiên là về cái phần pin đi. Thì pin này thì là một cái phần mà rất nhiều anh chị chúng ta hay bị hỏng và hay cần phải mua. Bởi vì thứ nhất là dùng đèn, thứ nhất là lâu, đấy khoảng 3-4 năm là nó cũng sẽ chai và nó sẽ phải thay thế. Cái thứ hai là trên thị trường hiện nay có rất nhiều các loại đèn nhái, khoảng 300-400 nghìn. Thì công suất ghi rất là cao nhưng mà khi mà anh chị chúng ta mua về thì nó rất nhanh bị hỏng, bởi vì người xưa ta sử dụng pin tái chế. Thế thì anh chị cần thay thế pin. Thế thì hiện tại là em có rất nhiều các dòng pin, ví dụ như là pin khối 2 này, khối 3 này, khối 4 này, khối 5. Thậm chí là những cái khối khác thì anh chị mà có yêu cầu thì bên em cũng thể làm được. Thì pin là bên em thứ nhất là sẽ làm pin mới 100%. Anh chị có thể quan sát đây. Tất cả những cái pin như thế này là bên em sử dụng pin mới. Anh chị có thể quan sát pin 32700. Chưa có một vết hàn nào, mới tinh. Sau đó thì bên em sẽ đóng vào thành những cái khối như thế này. Những cái khối này thì thứ nhất là có co nhiệt và thứ hai là bên trong có mạch bảo vệ. Đấy, thì anh chị chúng ta về chỉ việc là kết nối, cắt cái pin cũ ra, nối hai cái dây này vào đúng màu, âm vào âm, dương vào dương là đèn chạy bình thường. Thì em sẽ báo giá cho anh chị nhé. Thì đầu tiên là cái khối pin 2 này. Khối pin này thì bên em sẽ bán với giá là 130.000 anh chị ạ. Đấy, cho hai quả và có sẵn mạch bảo vệ như thế này. Nếu mà anh chị chúng ta có đèn to hơn thì anh chị có thể sử dụng khối pin 3. Đấy, khối pin 3 thì như thế này. Thì giá của nó sẽ rẻ hơn một chút, sẽ là 60.000 một quả. Thì ba quả sẽ là 180.000 và cũng có sẵn mạch bảo vệ. Những khối này thì sẽ dùng thường cho đèn khoảng 200W anh chị ạ. Cái này thì thường là đèn 100W. Tiếp theo là khối pin 4. Khối pin 4 thì thường sẽ dùng cho đèn pha 200W hoặc là 300W. Thì bên em sẽ bán là 64 là 24 là 240.000 anh chị ạ. Tiếp theo nữa là khối pin 5. Đấy thì anh chị cứ nhân là 60.000 một quả lên. 5, 6, 30. Đây thì là 300.000 cho một cái khối pin 5 như thế này. Và pin mới 100% có sẵn mạch bảo vệ. Thì anh chị chúng ta hoàn toàn có thể về tự mua và tự thay thế được. Là chúng ta đã có thể khắc phục và tiết kiệm được một số tiền rất là đáng kể đấy anh chị ạ. Thì đấy là về phần pin. Thì tùy theo cái công suất đèn nhé, thì anh chị chúng ta có thể lựa chọn các loại pin nó khác nhau. Và pin thì bên em sẽ đóng theo khối và có thể theo yêu cầu của anh chị luôn. Nhiều chiếc đèn 5 pin hoặc 10 pin thì bên em vẫn có thể cung cấp cho anh chị được. Thì đấy là về phần pin. Cái thứ hai là về phần bo mạch. Thì cái này rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng một số trường hợp bị nước vào, hoặc là bị sét đánh, hoặc là thậm chí là mua phải những cái đồ mà nó kém chất lượng thì nó nhanh bị hư, thì anh chị cũng cần phải thay. Cái trường hợp mà triệu chứng của cái này là khi mà anh chị dùng điều khiển này, anh chị bật, chúng ta bật điều khiển từ xa nó không được, hoặc là trong cái quá trình dùng mà anh chúng ta thấy nó đèn nó báo nó nhấp nháy nó bị loạn lên đấy, thì nó là đa số hỏng bo mạch. Thế thì cái bo mạch nó có hai loại chính trên thị trường. Nhất là dành cho đèn pha, cái đèn pha màu đen hình vuông ấy, đấy thì anh chị hay sử dụng, thì chúng ta sẽ sử dụng cái bo mạch như thế này. Bo mạch này rất là đa năng, chạy được công suất từ 100W đến khoảng tầm 800W anh chị ạ. Thì giá một cái bộ bo mạch gồm cả bo mạch và cả khiển bên em bán cho anh chị là 120.000. Đấy thì anh chị chúng ta về thay thế, thì trên này nó có sơ đồ rồi. Và khi mà anh chị mua Hoàng Long ấy thì bên em sẽ gửi cho anh một cái sơ đồ cũng như là video để anh chị có thể hàn được và lắp được cho cái chiếc đèn của mình. Giá 120.000 anh chị nhá. Đây là bo đầu tiên. Cái thứ hai là bo cho cái dòng đèn liền thể. Đèn liền thể thì ví dụ như là cái đèn đĩa bay hoặc là những cái đèn liền UFO, đấy là những cái dòng liền thể mà nó có cảm biến chuyển động ấy, khi người đi qua ấy, thì đấy là những dòng liền thể. Thì đây anh chị sẽ sử dụng cái bo như thế này.
Thì bo này bên em cũng sẽ bán cho anh chị giá chỉ có 120.000 thôi, gồm một bo và một khẽn anh chị ạ. Đấy, rất nhiều anh chị chúng ta tiết kiệm bảo là mua một cái bo này thôi nhưng mà về không dùng được đâu anh, bởi vì là nó sẽ đi theo cái sóng với nhau, thì chúng ta phải dùng như thế này. Thì Hoàng Long có hai cái loại bo chủ yếu là bo cho đèn pha và bo cho đèn liền thể, thì đều bán với anh chị với giá là 120.000 anh chị nhé. Tiếp theo phần cuối cùng đó chính là về cái chip led anh chị ạ. Thì khi mà anh chị chúng ta kiểm tra bo mà nó không hỏng thì pin cũng không hỏng thì đa số là nó sẽ hỏng chip led. Và cái chip led mà đi cùng với loại bo rời này thì người ta gọi là chip led không liền mạch, thì anh chị có thể quan sát. Bên Hoàng Long có hai loại. Cái loại này là sẽ dùng cho đèn khoảng 200W. Cái này thì sẽ dùng cho đèn khoảng 300W. Thì giá cái này là bên em bán có 80.000 thôi. Đấy, và cái này là 130.000. Thì anh chị khi mà chúng ta mua về thì chúng ta hàn và thay thế thì bên em cũng gửi sẵn sơ đồ để anh chị có thể tự thay thế. Và cái hiện tượng mà hỏng cái chip led này thì thông thường anh chị hãy quan sát là trên cái chip led bình thường nó có màu trắng hết như thế này. Nhưng mà nếu mà cái led nó bị hỏng ấy thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái đốm. Ví dụ như con led nó bị đốm đen chẳng hạn. Thì đấy là những cái led hỏng, thì khi đó thì anh chị cần thay thế. Thì đấy là về cái phần hỏng led. Và một cái phần nữa rất là đặc biệt mà bên Hoàng Long muốn chia sẻ và giới thiệu cho anh chị, đó là về cái phần những cái bo mạch liền. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì bên Hoàng Long gặp rất nhiều khách hàng anh chị ạ, mua những cái đèn mà nó không có những cái bo rời như thế này. Đấy, thì khi mà anh chị chúng ta bị hỏng thì chúng ta thay thế nó rất là phức tạp và khó, nên là Hoàng Long sẽ bán luôn cho anh chị một cái bo mạch nó gồm cả led và cả bo ở trên này luôn và cả điều khiển luôn, tức là một cái combo tổng thể và hoàn thiện luôn anh chị ạ. Đấy, thì bên em sẽ có ba cái dạng công suất cho anh chị. Công suất thứ nhất là một cái bo dạng cho đèn là 200W với cái thông số là sử dụng là 235 chip led, kích thước là 9,5 nhân với lại 15,3 cm. Đấy, sử dụng led 5730. Thì cái bo này thì hiện tại Hoàng Long sẽ bán cho anh chị là 160.000 cho một vị. Đây là cái này nó có 4 cái anh chị nhá. Đây em sẽ bẻ ra cho anh chị xem. Tức là cái này là sẽ là 160.000 cho một cái bo mạch led và gồm cả cái bảng điều khiển này và gồm cả điều khiển. Thì khi mà anh chị có pin sẵn rồi đấy, về chúng ta chỉ việc nối pin vào cho hai cái điểm này là đèn nó sẽ bật tắt sáng được luôn. Có cả chế độ auto tối tự sáng, ban ngày tự tắt. Thì đầu tiên là cái bo này sẽ là bo 200W anh chị nhé, bo mạch led 200W em bán là 160.000. Tiếp theo thì nếu mà cái bo bé này mà anh chị cảm thấy nó không vừa hoặc là không đủ độ sáng thì anh chị chúng ta có thể mua thêm một cái bo to hơn như thế này. Đấy, thì bo này thường sẽ lắp cho đèn khoảng 300W hoặc 400W. Thì cái thông số của kích thước của bo này sẽ sử dụng là led 5730 và số lượng sẽ là 417 led anh chị ạ. Kích thước là 18,6 nhân với lại 11,9 cm. Thì anh chị chúng ta có thể xem kích thước này xem là nó có vừa không. Và một cái bo như thế này anh chị chúng ta mua về chúng ta có thể hàn sẵn với pin, chúng ta dùng được ngay mà không cần phải mua thêm cái bo rời như thế này. Thì giá của một cái bộ này là bên em đang bán với giá là 230.000 đồng anh chị ạ, 230.000. thì anh chị chúng ta về có thể lắp và chạy được luôn đấy, không phải mua thêm bo rời, 230.000. và cuối cùng là cái bo lớn nhất anh chị ạ, thì cái bo này anh chị chúng ta có thể lắp cho đèn khoảng 400-500W. Thì và cái bo này cũng sẽ kèm đeo điều khiển luôn. Thì khi mà anh chị chúng ta mua pin lắp với lại cái bo này là chúng ta đã có một cái bộ đèn gọi là hoàn chỉnh có thể sử dụng được. Thì bo này hiện tại Hoàng Long sẽ bán với anh chị là giá là 280.000. Cái thông tin kích thước của bo thì anh chị có thể xem gần đây một chút này. Kích thước sẽ là 1133.5 nhân 264mm và số lượng cái này là 699 chip led 5730, gọi là 700 đi, 700 chip led 5730. Và khi mà anh chị chúng ta sử dụng điều khiển này, bo và nối với một cái quả pin này là anh chị có một bộ điều khiển năng lượng mặt trời, đèn dùng bình thường ok rồi. Thì cái bo này thì thứ nhất là ba cái bo này thì thứ nhất là bên em sẽ là chủ yếu bán cho anh chị để chúng ta về thay thế sửa chữa linh kiện. Cái thứ hai là rất nhiều anh chị chúng ta thích chế cháo đấy, tức là muốn tiết kiệm chi phí, chỉ muốn khoảng độ vài trăm nghìn thôi nhưng chúng ta có một cái sản phẩm đèn năng lượng mặt trời về sử dụng đấy, thì anh chị chúng ta có thể mua combo như thế này. Ví dụ như một cái bo này, một khối pin này và một cái điều khiển này đấy, là về anh chị chúng ta có một bộ đèn năng lượng rồi, tối tự sáng, ban ngày tự tắt mà chi phí chỉ vài trăm nghìn thôi, rất là rẻ anh chị ạ. Thì đấy là những cái phần linh kiện mà Hoàng Long đang có, thì anh chị có thể tham khảo để chúng ta lựa chọn làm sao cho nó phù hợp. Và nếu mà anh chị nào mà cảm thấy ví dụ như có những vấn đề gì mà cần bên em hỗ trợ tư vấn thì anh chị có thể liên hệ thêm với Hoàng Long thì bên em sẽ hỗ trợ anh chị. Và cái giá bán linh kiện này thì em nghĩ cũng rất là rẻ và rất là hợp lý để giúp anh chị chúng ta, một là có thể tự thay thế sửa chữa cho đỡ lãng phí, cái thứ hai là chúng ta có thể chế cháo là thỏa mãn cái đam mê sở thích của mình. Và nếu anh chị nào quan tâm về những cái sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Long theo số điện thoại là 0865999515 hoặc là truy cập trực tiếp vào website hoanglongsolar.com, thì bên em cũng công khai tất cả các giá bán và thông số kỹ thuật của các linh kiện này. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.